À, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Trung An quận 11. Hôm nay thầy sẽ cùng với các em ôn lại một số vấn đề liên quan tới hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Đó là các vấn đề: thứ nhất, giải hệ phương trình bằng phương pháp thế; thứ hai, giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số; và thứ ba là giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Rồi, chúng ta bắt đầu. Thứ nhất là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Thì chúng ta có quy tắc thế dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc thế gồm hai bước sau. Bước thứ nhất, trừ một phương trình của hệ đã cho, coi là phương trình thứ nhất, ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia, rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình mới chỉ còn một ẩn. Bước hai, dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thứ hai trong hệ. Phương trình thứ nhất cũng thường được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia có được ở bước 1. Và chúng ta sẽ áp dụng quy tắc này vào giải một số hệ phương trình như sau. Chúng ta có phương trình một la mã. Cho hệ phương trình x trừ 3y bằng 2 và trừ 2x cộng 5y bằng 1. Thì ở đây chúng ta sẽ biểu diễn ẩn x theo ẩn y. Cụ thể chúng ta sẽ biểu diễn x bằng 3y cộng 2, và chúng ta sẽ thay x bằng 3y cộng 2 này vào phương trình thứ hai, và lúc đó phương trình thứ hai chúng ta sẽ trở thành là trừ 2 nhân với tổng của 3y và 2 cộng với 5y bằng 1. Thì lúc đó cái phương trình thứ hai ban đầu nó là hai ẩn xy, bây giờ nó chỉ còn lại một ẩn là y. Và giải phương trình một ẩn y này, chúng ta tìm được giá trị y bằng trừ 5. Và sau khi tìm được giá trị y bằng trừ 5, chúng ta sẽ thay vào cái hệ thức liên hệ giữa x và y ở trên. Thì lúc đó x sẽ bằng 3 nhân với trừ 5 cộng 2. Và chúng ta dễ dàng tìm được nghiệm của hệ phương trình này là x bằng trừ 13 và y bằng trừ 5. Và chúng ta kết luận, vậy hệ phương trình một la mã có nghiệm duy nhất là trừ 13 trừ 5. Rồi chúng ta qua hệ phương trình thứ hai, gồm hai phương trình 2x trừ y bằng 3 và x cộng 2y bằng 4. Thì bây giờ ở cái hệ phương trình này, chúng ta sẽ biểu diễn ẩn y qua ẩn x. Cụ thể như sau, chúng ta tìm được là y bằng 2x trừ 3, và chúng ta sẽ lấy y bằng 2x trừ 3 này thế vào phương trình thứ hai, và từ đó phương trình thứ hai chúng ta sẽ trở thành là x cộng với 2 nhân với hiệu của 2x và 3 bằng 4. Thì giải phương trình một ẩn x phía dưới thì chúng ta tìm được là x bằng 2, và sau khi tìm được x bằng 2, chúng ta sẽ thay x bằng 2 vào cái hệ thức liên hệ giữa y và x ở trên, cụ thể là y bằng 2 nhân với 2 trừ 3, và chúng ta tìm được nghiệm của hệ phương trình này là x bằng 2 y bằng 1. Và từ đó chúng ta kết luận, vậy hệ hai la mã có nghiệm duy nhất là 2 1. Là chúng ta qua phương pháp thứ hai, đó là phương pháp cộng đại số. Thì chúng ta có quy tắc cộng đại số dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc cộng đại số này cũng gồm hai bước. Bước thứ nhất là cộng hay trừ từng với hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới, và phương trình mới này cũng là phương trình một ẩn. Bước hai, dùng phương trình mới ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ và giữ nguyên lại hệ phương trình kia và giữ nguyên lại phương trình kia. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng điều này vào các ví dụ sau. Đó, chẳng hạn thầy có hệ phương trình gồm hai phương trình 2x cộng y bằng 3 và x trừ y bằng 6. Thì chúng ta quan sát hệ số của ẩn y ở hai phương trình là đối nhau. Do đó khi chúng ta thực hiện phương pháp cộng đại số lại thì lúc đó ẩn y chúng ta sẽ mất. Được chưa? Vậy từ đó chúng ta sẽ có hệ phương trình sau đây. Rồi, cộng từng với của hai phương trình thì chúng ta sẽ được cái phương trình một ẩn đó là 3x bằng 9, và chúng ta giữ lại cái phương trình x trừ y bằng 6. Đây, thì trong cái hệ mới thì chúng ta có cái phương trình một ẩn là 3x bằng 9 và một cái phương trình là x trừ y bằng 6. Thì giải cái phương trình ẩn x ở trên, chúng ta sẽ tìm được là giá trị là x bằng 3. Và chúng ta lấy giá trị x bằng 3 đó, chúng ta thay vào cái phương trình x trừ y bằng 6, chúng ta được cái phương trình là 3 trừ y bằng 6, và dễ dàng tìm được nghiệm của hệ phương trình này là x bằng 3.
phá y bằng trừ 3. Vậy từ đó hệ phương trình này có nghiệm duy nhất là 3 trừ 3. Rồi chúng ta qua một cái hệ phương trình thứ hai. Đó là hệ phương trình gồm hai phương trình 2x cộng 2y bằng 9 và 2x trừ 3y bằng 4. Thì ở hệ phương trình này chúng ta thấy hệ số của ẩn x ở hai phương trình là bằng nhau. Do đó chúng ta có thể thực hiện phép trừ từng với của hai cái phương trình này. Thì chúng ta sẽ cũng được một cái hệ phương trình mới. Trong đó có một cái phương trình chỉ còn một ẩn là y thôi. Nhưng mà để tránh nhầm lẫn thì bây giờ thầy sẽ quay về phép toán cộng bằng cách là thầy sẽ nhân cái phương trình thứ hai với trừ 1. Thì đó phương trình thứ hai sẽ trở thành là trừ 2x cộng 3y bằng trừ 4. Và từ đó thực hiện phép cộng đại số. Thì khi cộng hai cái phương trình này lại theo từng với thì thầy được một cái phương trình một ẩn đó là 5y bằng 5. Và thầy nhử lại cái phương trình 2x trừ 3y bằng 4 ban đầu. Thì trong cái hệ mới này nó có một cái phương trình một ẩn đó là phương trình ẩn y. Được chưa? 5y bằng 5. Và giải phương trình này chúng ta dễ dàng tìm được là y bằng 1. Và chúng ta sẽ thay cái giá trị y bằng 1 này vào cái phương trình còn lại là 2x trừ 3y bằng 4. Thì chúng ta sẽ được là 2x trừ cho 3 nhân 1 bằng 4. Và dễ dàng tìm được nghiệm của cái hệ phương trình này là x bằng 7 phần 2 và y bằng 1. Và từ đó chúng ta kết luận vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là 7 phần 2, 1. Đây. Thì qua một cái hệ phương trình thứ 3. Đó là hệ phương trình gồm hai phương trình 3x cộng 2y bằng 7 và 2x cộng 3y bằng 3. Thì chúng ta quan sát hệ số của cả hai phương trình ở cái hệ này đều không bằng nhau và không đối nhau. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nhân cả hai phương trình này với các số thích hợp để biến hệ số của một trong hai cái ẩn x y này đối nhau. Thì ở đây thầy sẽ làm cho hệ số của ẩn x ở hai phương trình đối nhau bằng cách là ở phương trình thứ nhất thầy sẽ nhân cả phương trình cho trừ 2. Và ở phương trình thứ hai thầy sẽ nhân cả phương trình cho 3. Thì lúc đó thầy sẽ được một cái hệ phương trình mới gồm hai phương trình như sau: trừ 6x trừ 4y bằng trừ 14 và 6x cộng 9y bằng 9. Và chúng ta thực hành phép cộng vế thay vế của hai phương trình này, chúng ta được một hệ mới như sau. Đây, hệ mới gồm một cái một phức phương trình một ẩn đó là 5y bằng trừ 5. Và chúng ta giữ lại cái phương trình 2x cộng 3y bằng 3 của cái hệ ban đầu. Và giải cái phương trình 5y bằng trừ 5 chúng ta tìm được là y bằng trừ 1. Và chúng ta sẽ thay cái giá trị y bằng trừ 1 này vào cái phương trình 2x cộng 3y bằng 3. Thì chúng ta được cái phương trình là 2x cộng 3 nhân trừ 1 bằng 3. Và chúng ta giải cái phương trình ẩn x đó, chúng ta tìm được giá trị x bằng 3. Thêm vào đó là giá trị y bằng trừ 1 là chúng ta đã tìm được. Vậy từ đó chúng ta đã tìm được nghiệm của hệ phương trình này là cặp số 3 trừ 1. Rồi, thì chúng ta đã thông qua hai cái phương pháp, đó là phương pháp thế và phương pháp cộng đại số. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào việc là giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Chúng ta xét bài số 1. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 118m. Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 4m, thì diện tích tăng thêm 50m². Tìm chiều dài và chiều rộng của khu vườn. Thì nói tới hình chữ nhật thì chúng ta nhớ các công thức. Thứ nhất là chu vi của hình chữ nhật, như chúng ta đã học, nó là bằng dài cộng rộng tất cả nhân 2. Còn diện tích hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những điều đó vào việc chúng ta từ cái bài toán này chúng ta sẽ lập ra một cái hệ phương trình. Và giải hệ phương trình đó chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi chiều dài và chiều rộng của khu vườn là bao nhiêu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi x là chiều dài và y là chiều rộng của khu vườn lúc đầu. Điều kiện là x phải lớn hơn y và lớn hơn 0. Và cả x và y phải nhỏ hơn 59.
Vì chúng ta đã học rồi, chiều dài và chiều rộng thì phải nhỏ hơn nửa chu vi. Bây giờ chúng ta căn cứ vào giả thuyết thứ nhất là khu vườn này nó có chu vi là 118 m. Vậy từ đó chúng ta thiết lập được cái phương trình đó là x cộng y tất cả nhân 2 bằng 118. Bây giờ chúng ta còn một giả thiết nữa là nếu tăng chiều rộng 5 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích của khu vườn sẽ tăng thêm 50 m². Rồi, chiều rộng tăng thêm 5 m có nghĩa là cộng thêm 5. Vậy chiều rộng lúc sau sẽ là y cộng 5. Rồi, chiều dài giảm đi 4 m có nghĩa là trừ đi 4. Vậy là chiều dài lúc sau sẽ là x trừ 4. Rồi, thì diện tích tăng thêm 50 m². Vậy chúng ta sẽ có cái phương trình là x y cộng 50 sẽ bằng x trừ 4 nhân với y cộng 5. Dựa vào giả thiết, nếu tăng thêm chiều rộng 5 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích tăng thêm 50 m², nên chúng ta có phương trình x trừ 4 nhân với y cộng 5 bằng x y cộng 50. Vậy là từ 1 và 2 chúng ta sẽ có hệ phương trình x cộng y tất cả nhân 2 bằng 118. Và hiệu của x và 4 nhân với tổng của y và 5 bằng x y cộng 50. Biến đổi hai cái phương trình này về cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì chúng ta sẽ có hệ phương trình đó là x cộng y bằng 59 và 5x trừ 4y bằng 70. Giải hệ phương trình này ta sẽ được x bằng 34 và y bằng 25. Thì quay lại điều kiện x lớn hơn y lớn hơn 0 và nhỏ hơn 59 thì chúng ta thấy x và y thỏa điều kiện đề bài đặt ra. Vậy từ đó chúng ta trả lời. Vậy chiều dài, chiều rộng của khu vườn lần lượt là 34 m và 25 m. Bây giờ chúng ta qua bài toán thứ hai. Một người dự định đi quãng đường từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu đi với vận tốc 30 km/h thì người đó đến B chậm 1 giờ. Nếu đi với vận tốc 40 km/h thì người đó đến B sớm 1 giờ. Tính quãng đường AB và thời gian dự định. Đây là bài toán liên quan tới ba đại lượng quãng đường, vận tốc và thời gian. Được chưa? Và ba đại lượng này liên hệ với nhau theo công thức là S bằng V nhân T, tức là quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian. Đây, chúng ta có cái bảng tóm tắt như sau. Chúng ta có ba đại lượng là vận tốc, thời gian và quãng đường. Là bây giờ chúng ta sẽ dựa vào ba cái đại lượng này, chúng ta thiết lập được một cái hệ phương trình dựa vào cái đề bài người ta cho. Rồi, bây giờ thầy sẽ gọi x là quãng đường và y là thời gian dự định đi. Gọi x km và y giờ lần lượt là quãng đường AB và thời gian dự định đi. Thì điều kiện là x y của mình phải lớn hơn 0. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ căn cứ vào giả thuyết thứ nhất là nếu đi với vận tốc 30 km/h thì người đó đến B chậm hơn 1 giờ. Rồi, vậy có nghĩa là vận tốc cho là 30 km/h. Rồi, đến B chậm hơn 1 giờ có nghĩa là thời gian nhiều hơn 1 giờ. Vậy là chúng ta sẽ lấy y cộng 1. Vậy từ đó chúng ta thiết lập được quãng đường sẽ là 30 nhân với y cộng 1. Rồi, bây giờ chúng ta dựa vào đó ha. Tức là nếu đi với vận tốc 30 km/h thì người đó đến B chậm 1 giờ. Nên mình có phương trình là x bằng 30 nhân với tổng của y và 1. Và chúng ta biến đổi tương đương thành là x trừ 30y bằng 30. Là bây giờ chúng ta dựa vào giả thuyết thứ hai. Nếu đi với vận tốc 40 km/h thì người đó đến B sớm hơn 1 giờ. Lúc này vận tốc là 40 và đến sớm hơn 1 giờ có nghĩa là thời gian ít hơn 1 giờ. Vậy là chúng ta sẽ lấy y trừ đi 1. Và chúng ta tính được quãng đường sẽ là 40 nhân với hiệu của y và 1. Đây, vậy là nếu đi với vận tốc 40 km/h thì người đó đến B sớm hơn 1 giờ. Nên ta có phương trình x bằng 40 nhân với hiệu của y và 1
và chúng ta biến đổi tương đương thành là x trừ 40 y bằng trừ 40. Đây, từ 1 và 2 chúng ta thiết lập được các hệ phương trình là x trừ 30 y bằng 30 và x trừ 40 y bằng trừ 40. Đây, giải các hệ phương trình này chúng ta tìm được là x bằng 240 và y bằng 7. Và hai cái giá trị này nó thỏa điều kiện ban đầu là xy lớn hơn 0. Vậy từ đó chúng ta dễ dàng trả lời. Vậy quãng đường AB dài 240 km và thời gian dự định đi là 7 giờ. Vậy là trong một thời gian ngắn, thầy và các em đã cùng nhau ôn tập được một số vấn đề liên quan tới hệ phương trình. Đó là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, giải hệ phương trình bằng phương pháp công đại số và giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Thầy hy vọng là các em sẽ áp dụng những cái điều này vào cái bài kiểm tra giữa học kỳ 2 sắp tới. Thầy chúc các em hoàn thành bài kiểm tra một cách tốt đẹp và hoàn hảo. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.